Xin chào các bạn, thiết bị y tế Medgene xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm xe lăn điện Akiko A95 từ Nhật Bản với động cơ nhập khẩu của Đức. Xe lăn có bộ điều khiển thông minh giúp người dùng có thể tiến lùi sang phải sang trái vô cùng dễ dàng. Đồng thời, trên xe lăn có gắn còi để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Xe có thể đạt đến vận tốc tối đa là 6 km/h với quãng đường chạy 20 km khi ắc quy được sạc đầy, cùng với bộ chống trượt phía sau để chống lật xe khi di chuyển. Đặc biệt, xe có thể di chuyển bằng cách lăn tay như các loại xe lăn tiêu chuẩn thông thường, dự phòng khi xe hết điện. Các bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết hơn về sản phẩm ở link mô tả bên dưới. Xin trân trọng cảm ơn.